Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một yếu tố quan trọng hàng đầu để giúp bạn đi tới thành công dù bất kể mục đích của bạn là gì. Bạn có thể có một mục tiêu đơn giản như là xây dựng một thói quen mới, đạt được kết quả tốt trong một cuộc thi nào đó. Hoặc là giấc mơ của bạn có thể là xây dựng được một doanh nghiệp cho riêng mình thành công trên thị trường. Bất kể đó là gì thì bạn sẽ cần phải có một yếu tố mà tôi sẽ chia sẻ với bạn sau đây để thành công. Nào, chúng ta đã nói rất nhiều về các yếu tố có thể giúp bạn thành công như là sự kỷ luật tự giác, sự chăm chỉ, tư duy cầu tiến, vân vân. Tuy nhiên có một điều mà tôi chưa từng nói ra với bạn, bởi vì chỉ có những người đã trải qua rồi mới cảm nhận hết được cái tầm quan trọng của nó nếu như bạn muốn đạt được thành công. Đó chính là sự hy sinh, sacrifice. Nào, chúng ta đều biết rằng con đường tới vinh quang, dù bất kể đó là gì thì đều không phải chỉ có toàn hoa hồng, toàn thảm đỏ êm ái để bạn bước đi. Mà đó là chông gai, là khó khăn, là thử thách để mài giũa tinh thần và con người của bạn trở nên sắc bén hơn, cứng rắn hơn và sáng suốt hơn. Bất kể đích đến của bạn là gì, ví dụ như nếu bạn muốn tìm một công việc mới thì cái rào cản đó là những kỳ tuyển sinh tuyển chọn, hoặc là những mối quan hệ trong công ty mới, hoặc thậm chí là chi phí bạn cần phải bỏ ra để có thể lót đường đi cho mình vào một vị trí mới. Nếu như bạn muốn đỗ đạt trong thi cử thì bạn cần phải chăm chỉ rèn luyện, học tập ngày đêm, bỏ qua những cái sở thích, những đam mê cá nhân để tập trung vào việc ôn luyện, học tập của mình. Còn nếu như bạn muốn làm kinh doanh thì đó chắc chắn là muôn vàn khó khăn và những rủi ro đang chờ bạn phía trước. Nhưng làm thế nào để bạn có thể tập trung vào hoàn thiện mình để đối đầu với những khó khăn và thử thách đó? Cái bạn cần là sự chăm chỉ, là sự nỗ lực, sự kỷ luật. Và điều cơ bản để bạn xây dựng được những cái đức tính đó chính là sự hy sinh. Hay nói cách khác, bạn phải sẵn sàng từ bỏ đi những thứ khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất nhưng lại đang cản trở bạn trên con đường tới thành công. Để tôi lấy ví dụ về chính bản thân của tôi để bạn dễ hình dung. Tôi đã xây dựng được công việc kinh doanh của mình lên quy mô 40 nhân viên. Tuy không phải là lớn nhưng đó là con đường phát triển không hề đơn giản. Và để làm được điều đó thì bạn sẽ phải chấp nhận bỏ hết tất cả những thú vui hàng ngày của bạn như là xem phim, chơi game, thậm chí là thời gian với gia đình và con cái. Thay vào đó là những ngày làm việc 12 đến 14 tiếng không có ngày nghỉ trong nhiều năm, những đêm thức trắng vì lo lắng suy nghĩ, hay là phải bỏ qua những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình và con cái của mình. Đó là sự hy sinh. Hoặc như là việc tôi làm những nội dung như thế này để gửi tới bạn hàng ngày, tôi phải làm sau giờ làm việc của mình. Mà điều đó đồng nghĩa với việc là một ngày của tôi sẽ chỉ có dành cho công việc và các nhu cầu sinh hoạt cá nhân cơ bản. Tôi chỉ có được 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày dành cho vợ con của mình. Đối với tôi, đó là sự hy sinh. Cũng như vậy, tôi biết rất nhiều người vì để có thu nhập tốt hơn phải đi làm xa, đi lao động ở nước ngoài. Năm hết Tết đến thì chỉ biết gọi điện chúc Tết cho gia đình trong cái tiết trời giá lạnh một mình. Đó cũng là một sự hy sinh chứ, có phải không ạ? Tôi biết bạn cũng hiểu cái điều đó. Ai trong chúng ta cũng hiểu cái điều đó. Nhưng có một điều mà có lẽ có thể bạn chưa nhận ra. Đó là bạn chưa sẵn sàng hy sinh đủ để đạt được thành công như mong muốn của mình. Có thể hôm nay bạn quyết tâm để thay đổi, sẽ thay đổi chính bản thân của mình, đọc một cuốn sách mỗi ngày, nhưng chỉ được một tuần, bạn không thể hy sinh được cái thói quen phải xem TikTok, xem Facebook, xem các video hài giải trí, và sau đó bạn lại quay trở lại cái thói quen thư giãn của mình với những video giải trí trên mạng xã hội như vậy. Hoặc là bạn muốn làm kinh doanh, nhưng bạn bắt buộc phải về nhà sau 5 giờ chiều để tối đến còn xem phim với vợ con, mỗi ngày làm việc của bạn không thể dài hơn 8 tiếng, thì như vậy nghĩa là bạn hy sinh nhưng chưa đủ. Và tất nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó. Bạn chấp nhận hy sinh càng nhiều thì bạn sẽ tiến xa hơn và nhanh hơn trên con đường tới thành công của bạn. Hãy thử nhớ lại xem ạ. Đã bao giờ bạn cố gắng hết sức mình dồn toàn tâm, toàn ý, toàn bộ thời gian, quên hết mọi thứ xung quanh, bỏ ra khỏi tai những cái lời nói của người khác, và khi bạn đạt được cái thành công đó, bạn nhận ra rằng những gì bạn chấp nhận từ bỏ để đạt được cái đích đến đó là hoàn toàn đúng đắn và xứng đáng. Đó là khi bạn nhận ra cái giá trị của sự hy sinh. Và đó là lý do vì sao mà tôi mới nói với bạn ngay từ đầu video này. Đó là ai cũng biết nhưng không phải ai cũng hiểu. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong video ngày hôm nay. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.